cái lớp vào bài aerobic nào. Dậm chân luôn. Chuyển
đổi bên luôn nha. 5, 6, 7 đổi bên sang 1, 2, chân cao lên.
xuống nhỏ. 5, 6, 7, chân phải xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gập chân sau lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sang trái. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, tay vuông lên. 4, 5, 6, 7, tay ngang. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quay nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quay tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, về giữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dẫm chân. 1, 2, 5, 6, 7, đánh hông luôn. Mạnh mông lên nào con ơi. 5, 6, 7, tay sau gáy. 1, 2, nhớ là thẳng tay cả lớp. 5, 6, 7, tay phải cao. 1, 2, tay trái ép xuống đi. 5, 6, 7, chuyển đổi tay. 5, 6, 7, hai tay sau nào. 5, 6, 7, tay phải đẩy lên. 5, 6, 7, hai tay lên, đẩy thẳng tay nha các lớp. 5, 6, 7, đổi bên sang. 1, 2, tay trái lên đi nào, với mạnh sang phải đi. 5, 6, 7, hai tay lên. 5, 6, 7, chuyển đánh đều lên. 5, 6, 7, hai tay thẳng trước nào. 5, 6, 7, chuyển trùng gối ép sang trái luôn. Nhớ là thẳng tay nha các lớp, trùng sâu gối đi, giữ nguyên mông nha. 5, 6, 7, chuyển đổi bên. 1, 2, thẳng tay đi. 5, 6, 7, chuyển về trước, đánh đều tay nào. Mạnh lên cả lớp ơi. 5, 6, 7, chuyển thẳng gối. 5, 6, 7, hóp mở luôn. 1, 2. 5, 6, 7, chuyển ép mông nào. Hai tay ép ở trước ngực nha, đều hai bên đi nào. 5, 6, 7, chân phải lên. 1, 2, kiễng lên nào.
gối xuống đi, hai tay chống hông nhỏ, 5, 6, 7 xuống luôn, 1, 2. Hóp chặt bụng vào đi Globe ơi. Ngang ngực.
lót vào bài hông nào. Mở rộng chân 5, 6, 7, chuyển đánh đều hai bên. Cả lớp đánh hông đi. Chuyển sang phải nào.
chuyển đánh đều hai bên. Đi đầu 5 6 7 ép chân trái lên 1 2
cứ nguyên chân nào. Đá gậy lên trước nhá, bắt đầu lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển đá ngang.